Thưa quý vị, trong những ngày qua, Tổ công tác số 03 Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công an các quận huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung vào chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV qua 3 ngày kiểm tra trên địa bàn thành phố. Trên đoạn đường Vương Thừa Vũ, quận Sơn Trà, đội cảnh sát giao thông trực tự phối hợp với các tổ cảnh sát hình sự, ma túy, cơ động, công an quận Sơn Trà để triển khai chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn. Qua gần 2 giờ kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến, các lực lượng đã phát hiện hơn 30 phương tiện vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 5 ô tô và 27 mô tô vi phạm. Thông qua các tổ tuần tra lưu động, điểm lập chốt các lực lượng đã phát hiện nhiều trường hợp đã uống rượu bia khi lái xe. Trong đêm, các tổ đã phát hiện nhiều thiếu nữ chưa có giấy phép điều khiển mô tô theo quy định và có nồng độ cồn trong hơi thở quá mức cho phép. Hôm nay là chúng tôi ra quân thì phát hiện có những cái trường hợp nữ và đặc biệt là nữ mà trong độ tuổi từ 18 tới 20 tuổi là các em nhỏ này là đang có cái xu hướng là ăn nhậu và có sử dụng các chất kích thích cũng như là rượu bia. Qua 3 ngày kiểm tra tại các chốt đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu và đường tránh Nam Hải Vân thuộc địa bàn huyện Hòa Vang, các lực lượng phối hợp đã ra hiệu lệnh dừng gần 1.600 phương tiện đang lưu thông trên đường. Qua đó phát hiện 123 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 5 trường hợp vi phạm ma túy, ra quyết định tạm giữ 121 phương tiện. Theo ghi nhận của phóng viên, qua một đêm thực hiện chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố đã phát hiện nhiều trường hợp mắc lỗi tổng hợp như không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy phép lái xe và sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Với cái an toàn giao thông thì hiện nay là cái vấn đề mà nồng độ cồn đó là nói chung là nó sẽ đem tới cái tai nạn nó nhiều hơn những cái vụ tai nạn khác, vì nó đem thứ nhất là cho bản thân mình, cá nhân mình và cho cái tai nạn cho gây cho người khác, cho nên là tốt nhất lái xe là không nên uống rượu bia. Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, duy trì xử lý vi phạm nồng độ cồn bằng nhiều hình thức để giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian đến.